nhiêu? Chém thẳng tay. Nhớ rửa sân nha. Gì? Cái gì? Tớ đưa lộn tiền thôi. Ủa? Khá lắm. Dạ. Thấy cái cách mà cậu chỉ huy với lại phân bố mọi việc trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này á, cậu là người có tố chất lãnh đạo. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Với cái năng lực này á, cậu hoàn toàn xứng đáng có một cái chức vụ nó tốt hơn. Khùng. Anh nghĩ sao vậy em? Làm khiên hàng là vậy được ok rồi. Không, tôi nói thiệt mà. Cao hơn làm gì anh? Làm chủ tịch. Giỡn hoài anh. Thiệt. Em mà làm tổ trưởng rồi thì được chứ. Chủ tịch chết luôn á. Là chủ tịch đại diện thôi. Anh đừng có thấy em ít học rồi. Anh gạt em nha. Tôi đang rất nghiêm túc với cậu. À... Sao? Không, em không đánh đổi đâu. Đây. Gọi cho tôi ngay khi nào mà cậu đã suy nghĩ thấu đáo nha. Every time. Everywhere. Cuộc đời này không có gì tự nhiên mà có. Có những lúc chúng ta phải đánh đổi. Đổi được thì đổi, không đổi được thì cũng phải đổi. Ê, hình như hôm bữa gặp ở bên nhà trọ phải không? Vô thường lắm. Bữa chỗ này, bữa chỗ kia. Hẹn gặp lại. Sao chưa mày? Mày đợi từ từ coi. Cuối tháng có một lần rồi đợi tôi ăn chung. Kiếm chỗ cực tiền cái. Má gà thơm quá. Nhanh đi. Má làm cho tao lấy tiền nó hay gì á? Tao có nói mày lấy đâu. Ở đây không có an ninh mà tao khóa chặt cái thằng này. Mấy cái này tiền của tao để dành nhạy cảm mấy chục triệu của tao á. Mày nên nhớ hồi xưa, những lúc khó khăn ai giúp mày? Mày rồi mày mới lớn, ai là người dắt mày đi cà phê lùm để cho mày trưởng thành? Nè nha, hôm đó mày nhớ mày đẩy tao vô cái bà bao nhiêu tuổi không? Hả? Cái đó là do mày thui thôi. Nha, tao về tao ám ảnh tao ăn chay 3 tháng đó. Có mấy đồng bạc mày đặt dấu. Mày thấy tao bao giờ giấu tiền với mày không? Mày có cứt gì đâu mà giấu. Mày không biết nắm bắt cơ hội. Nha, người ta kêu mày làm chủ tịch mày không làm. Mày phải nên biết một điều, cái thằng không có tư duy là mày á. Ở đâu ra sẵn có chức chủ tịch cho mày nhái vô mày làm, rồi mày ký tờ đi tù hả? Mày không biết cái kiểu tư duy của người giàu. Bây giờ mày vô mày làm chủ tịch, mày hốt một mớ đi, xong sau đó mày đi tù ha, tao giữ tiền cho mày. Mày ra tù tao đưa mày dùng. Nè nè, cái miệng bớt lại nha. Ai là người đưa tao vô đó? Mày là người đưa tao vô đó. Đưa mày vô cái gì thằng này? Mày là người đưa tao vô siêu thị, rồi gặp người ta, rồi người ta bị này bị kia. Nè, bữa đó hên là không bị gì, chứ còn bị gì á là bây giờ ngồi nói chuyện á, làm phải ngồi đây đâu. Mày có tài năng mà mày nhìn không ra nha. Ông Long ổng nhìn ra tài năng của mày. Ổng biết mày làm được chủ tịch. Mày hiểu không? Thôi, mày không tin tao vậy? Mày đi qua mà hỏi Khánh đi. Hỏi đi. Má ăn mình luôn. Bạn bè nè, cho mày hửi chút hương chút hoa. Nha. Đó. Vậy được rồi. Dạ của anh 700 ngàn chẳng à. Khánh, uống trà sữa với anh không? Anh thèm lắm. Anh muốn một lần được uống trà sữa với Khánh. Không được, mối tình cảm dài dòng quá. Khánh, uống trà sữa với anh không? Anh thèm lắm. Vô duyên quá. Ngắn lại. Khánh, uống trà sữa với anh không? Sao nó cục quá vậy ta? Để sắp lại. Chuẩn bị, 2, 3. Khánh. Đúng rồi, xúc tích.
Khánh, đi uống trà sữa không? Anh thèm trà sữa quá à. Sao không đi hả? Không đi thôi. Đi chứ. Đi. Dạ, hai ly của anh là 120 ngàn. Nhiêu? Dạ, 120 ngàn. Hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, 15, 7, 19, 60. Đây ly thôi. Cảm cảm. Ủa sao có một ly vậy? Ly anh đâu? Thôi em uống đi. Anh uống thử đi, quán này ngon lắm. Anh đang kiêng, mập quá. Trà sữa ở đây ngon. Người tiểu đường. Em, anh có hai cái điều đang xảy ra trong cuộc đời anh luôn. Mà nó rất là bất ngờ và nó rất là khủng khiếp. Mà anh không nghĩ đó là thật. Anh nghĩ nó là một giấc mơ mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ vậy luôn. Thứ nhất á, là em. Trong cuộc đời anh không bao giờ anh nghĩ là anh sẽ gặp được người như em luôn á. Rất là dễ thương, rất hiền hậu mà sâu sắc mà đặc biệt là không có thật luôn á. Mà em rất là đẹp luôn á. Em bình thường mà. Đẹp kia lắm. Còn cái điều thứ hai mà anh tính nói là gì? Điều thứ hai á là về công việc. Có một công việc đang rất là thuận lợi đang đến với anh. Trong mơ anh cũng không dám nghĩ luôn. Nhưng mà anh không dám nhận. Nếu là em thì em sẽ nhận. Đó là một điều đó mà nó vượt ngoài tầm tay của anh luôn. Anh không thử thì sao anh biết được năng lực của anh tới đâu? Một con đại bàng nó không dám sải cánh thì nó cũng chỉ là một con gà. Em không thể là người bình thường được. Đây là câu nói của những hoa hậu truyền cảm hứng đó em biết không? Anh mà có điều kiện là anh đưa em đi thi hoa hậu là đoạt giải liền luôn. Anh cũng muốn làm cho mấy anh tự hào về anh. Nhưng mà phụ nữ chỉ cần được yêu thương. Em không thể là người bình thường trong cuộc đời này được. Em giống như là quỷ quái nơi đâu vậy đó. Em không thể là người bình thường được. Em quá hoàn hảo đi. Hỏi câu này hơi tế nhị được không? Bạn trai cũ em á, toàn thứ dữ không hả? Cũng thứ dữ. Nhưng mà không có ai uống trà sữa của em hết. Ủa? Khánh! Quá trời quá đất. Hữu duyên ghê. Excuse me, tôi là chồng con. Không biết là anh tên gì ạ? Bường ạ. Wow! Bùi Ban Bường. Tơ Bần. Không ạ, tôi tên là Bường ạ. Bùi Ban Bường ạ. Wow! Em bỏ anh đi theo tóc ba lai. Chắc là chức vụ anh làm lớn lắm. Cỡ NVQ không anh nhờ? Dạ. Việc sub gọi là nhân viên quèn đó em. Anh tên là Trọng đúng không ạ? Xin hỏi anh là có biết là những điểm chung của các tỷ phú trên thế giới hay không ạ? Ví dụ như Jack Ma, Lý Gia Thành, Kim Bông Su. Thì họ tỷ phú thôi. Sai rồi. Điểm chung của họ là trở thành tỷ phú từ vị trí nhân viên quèn. Anh nhìn lại người của anh đi. Vừa lùn, vừa mập, vừa phệ nữa. Mà nước mơ tỷ phú cao sang quá ha. Thành công không nằm ở xấu với đẹp nha. Thành công là nằm ở tư duy. Anh chê người này, anh khích người kia. Nếu anh body shaming người khác, cái con đường mà đến thành công của anh so với tôi nó còn xa xôi lắm. Mưu để bí thuyết rồi nha. Quan trọng là bây giờ đứa nào có tiền nè. Tôi giàu sẵn rồi. Dẫn bạn gái đi uống nước. Mà anh kia có ly nước à. Rồi ai uống ai nhịn. Tôi bị tiểu đường. Wow. Tên Bường, dáng thì bần, mà còn bệnh nữa. Nhất em rồi đó nha. Anh cất tiền rồi biến đi anh cầm. Chờ, Khánh. Ok, anh bận. Tôi với anh sẽ còn gặp lại nhau. Khánh à, giữa em với anh có rất nhiều những điều chưa giải quyết xong đâu. Mình không thoát được nhau đâu. Thông minh quá. Kệ anh đi. Này em thứ dữ không ha? Toàn mấy thứ vậy không à. Alo, con nghe ba. Rồi, con về liền, bình tĩnh. Anh Bường đi. Đi hả? Anh ơi, dừng ở đây được rồi. Anh đi về đi. Ủa, anh phải vô với em chứ. Nhà em để em tự giải quyết. Anh mà vô trỏng là em giận anh á. Khánh,
Tôi ngứa ông già. Tôi cũng không để gì nợ dài cho chó vậy. Tôi làm cái gì vậy? Bà sao ông bà? Làm gì đánh bà tôi? Tôi nói chứ làm gì? Anh lấy đỡ 700 đi. 700? Tiền gốc tôi sẽ trả sau. Cầm 700 về cúng cầu an trong già đi em gái. Ông già của em gái á, mượn của đại ca tôi này 150 triệu, hứa là 10 tháng trả luôn gốc luôn lãi, 1 tháng 20 triệu. Mà giờ không thấy đồng xu cắt bạc nào hết. Đại ca tôi anh biết, đại ca tôi anh buồn đó em gái. Tôi cứ hứa là tôi sẽ làm vậy, nhưng mà tháng rồi bệnh nặng quá, tốn tiền thuốc rồi tới 10 mấy triệu lần, không có tiền trả. Mấy cậu khất cho tôi đi mà. Tụi tôi không cần biết vấn đề đó, có dai là có trả. Thôi mà anh thu xếp cho tôi ráng vài bữa nữa, có tiền tôi trả liền. Vài bữa nữa thì em gái khỏi cần trả tiền. Tụi này trả cái xác ông già em gái về cho em gái ha. Quá tam ba bận, tụi tao hơi nực rồi đó. Dừng lại. Anh kêu anh đừng vô mà. Sao? Để em giải quyết cho. Bác ơi, bác cứ vô nhà để con lo cho. Ê. Chó, mày là nào vậy? Bộ nhỏ này hả? Không, anh em xã hội thôi. Biết cậu la gì? Nếu như mày đã thành tâm muốn biết thì tụi tao cũng thật lòng trả lời, để bảo vệ nguồn tiền cho chủ nợ, để cho con nợ khỏi chúng. Tụi tao là những nhân vật phản diện, đầy luyến ái, nhiều bà, đầy khả ái và nghe ngớt lòng người. Tao côn đồ 1, tao côn đồ 2, đứa nào mượn tiền không trả chém thẳng tay. Tại sao vậy? Mình là đàn ông mà, sức dài dây rộng mà, sống thì phải có ích cho xã hội. Mình kết nối cộng đồng, làm xã hội ngày một tốt đẹp, kiến thiết xã hội để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh hơn, để sánh đôi với các nước trên toàn thế giới. Mình phải giúp ích cho xã hội, mình làm cho nở mày nở mặt nấu xong. Ai là đi làm những cái nghề này rồi hành hạ, áp bức một cô gái xinh đẹp rồi một người già như thế này. Mình làm vậy gia đình dòng họ mình biết họ buồn bã. Mình làm vậy mình có nhục nhã dòng họ mình không? Cha mẹ mình sinh mình ra đâu muốn mình trở thành một người như thế này hả? Đàn ông có quyền sai, rơi nước mắt cũng được, buồn bã cũng được, nhưng phải thay đổi. Thôi làm sao không sao, có gì buồn hết. Ba thiệt với anh trai, ba mẹ em mất sớm, đây là lần đầu tiên bước ra đời có người dạy em như vậy. Đúng vậy. Không sao, không sao đâu. Bắt tay anh một cái rồi về ăn năn hối lỗi rồi làm lại cuộc đời mới, nghe chưa mấy đứa? Nghe chưa? Nghe chưa? Không có gì cả. Thôi về đi. Máu. Gì đâu? Xin tiếng nguyên. Mấy đứa không thích nhẹ nhàng đúng không? Alo, chính xe ben hả? Bường xuống đi. Gì? Đang đi với bảy búa hả? Chuyện nhỏ nhưng mà mấy đứa nó không có biết anh. Mấy đứa con nít đó mà. Tới liền đi. Dạ anh ơi, anh biết anh chính xà ben với anh bảy búa anh. Đâu vậy? Anh cho em xin lỗi, anh cho em bắt tay cái được không? Nói từ đâu rồi? Dạ, làm ra cuộc đời đi. Dạ. Mày nổ hả mày? Mày nổ, mày kiếm cái hẻm khác mày nổ nha. Sao? Thiếu nhiều. Mày hỏi chi thằng chó? Tao trả. Em gái, tuần sau anh ghé anh thăm em lần nữa nghe. Nhớ trả đúng với đủ như trong bản cam kết. Giờ này tuần sau mà chưa có tiền là cái xóm này nhậu tiết canh đá luôn á. Đây. Lẹ. Bác cảm ơn con nhiều nha con. Con tốt với bác mà bác không biết làm sao mà đền đáp con được. Có vài bữa bác khỏe, bác đi làm bác có tiền bác trả cho con. Em bị điên hả Bùn? Anh làm cái gì vậy? Anh có biết anh làm gì không?
đừng nghĩ tương lai, nghĩ cho hiện tại đi. Rồi tiền đâu anh trả? Tương lai trả lời. Ổn chưa? Tụi nó kêu mấy chục triệu đó, lo được phần lãi à? Nói tụi nó tới cuối tháng anh trả tiếp. Tự nhiên anh làm vậy chi vậy? Chứ không lẽ để tụi nó làm hại ba em? Mà tiền đâu á, anh có nhiều vậy? Từ anh em xã hội thôi. Tắm mày. Ai. Buồn ngủ quá. Ê, 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 mày. Gì? Nãy có một hiện tượng gọi là khó lý giải nha mày. Gì? Nãy tao làm rớt cái cục xà bông xuống sàn. Cái xong tao đặt câu hỏi cho tao không biết nha, là lúc đó là cái sàn nó sạch hay là cục xà bông nó bị dơ mày? Cái não mà bị dơ? Sao vậy? Vớ vẩn. Kỳ ta. Ngủ đi. Cuộc sống có nhiều câu hỏi quá. Ê Bường, Bường. Hả? Ví dụ mấy đứa giang hồ bữa nhà anh Khánh sao rồi? Trả đầy một ít rồi. Đù hay vậy? Mà tiền đâu trả? Thì đó, anh em ta giúp đỡ. Ừ, ủa mà ai giúp vậy? Thì cũng anh em xã hội mà, tiền nó luôn chuyển đầy mà, quan trọng là mình biết tính thôi. Mà ai giúp? Công ty mày có mới, mày có quen ai đâu. Ai sâu sắc hiểu liền à, thì cũng anh em giúp đỡ mà. Buồn ngủ quá, chắc ngủ sớm à. Ai mày hưởng? Ê! Bây giờ chỉ có một mình mày là có thể cho tao mượn tiền thôi. Mày biết tiền này tiền tao để dành lấy vợ không? Tao tính hết rồi. Từ từ sẽ cho trả, tao sẽ bù đắp cho mày nhiều lần hơn vậy nữa. Mày nói nó hả mày, con vợ tao sao? Vợ cái gì? Bồ còn chưa có mà vợ. Tao bất dạy, mày ăn rồi mày báo tao không à? Mày phải hạnh diện. Đâu ai cũng có cơ hội mà có một thằng bạn kỷ niệm như tao đúng không? Thằng chó! Trả tiền cho tao. Ngủ rồi. Mày báo không à? Ngủ đi. Mày đổi tên đi, thằng Mường báo. 74.520.000 của tao. Alo. Alo. Anh Long hả? Cậu biết trên này mấy giờ rồi không? 2 giờ sáng. Tôi khó ngủ, tôi mới vừa vào giấc được một chút thôi đó. Sao anh nói là em gọi anh bất cứ khi nào cũng được? À... Rồi, được rồi. Có chuyện gì? Nói đi tôi nghe. Cái chuyện mà làm chủ tịch đó. Có câu trả lời rồi hả? Chủ tịch đại diện á, là mình làm những gì? Chủ yếu là ký giấy tờ. Theo sự điều động của cố vấn chủ tịch là tôi nè. Còn vấn đề chuyên môn, quyền lực, điều hành thì đều nằm trong tay của hội đồng quản trị. Ủa? Rồi chủ tịch của tập đoàn đâu? Ôi, bệnh nặng, tiền lượng thấp. Cho nên hội đồng quản trị mới thống nhất với nhau là tìm một người bình thường, đào tạo để đưa lên làm chủ tịch bình phong cho công ty, hiểu chưa? Nếu mà vị trí nó quan trọng như vậy á, tại sao mình không tổ chức tuyển dụng chính thức mà phải làm như thế này?
công khai cho bên công ty đối thủ cạnh tranh nó biết là chủ tịch thật sự của Hải Hoàng sắp chết. Thiện Chi, à, còn tuyển dụng thì có. Chứ còn nghĩ tôi ở không mà tự nhiên đi đến những cái cơ sở kinh doanh của tập đoàn hả? Tôi đâu phải là thanh tra kinh tế đâu. Rồi bây giờ nè, anh tới đây liền được không? À, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ, anh tự lấy xe đi một mình thôi. Ngày mai gặp hay sao? Không, ngay bây giờ. Không nói qua điện thoại được. Ê, sao mình không xuống dưới nhà cho nắm áp rồi nói chuyện? Tự nhiên hành hạ nhau, lôi lên trên đàn chơi cho nó quắn quéo vậy? Thằng bạn tôi nó đã quá mệt mỏi rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Nếu tôi nhận công việc này thì lương là bao nhiêu? Cậu thử hình dung coi nó sẽ là bao nhiêu. Ít nhất á là cũng phải gấp 3-4 lần lương hiện tại. Gấp 2. Trời, ít dữ. 20 lần. Trời, tập đoàn có tiền dữ. Cậu nghĩ coi con số sẽ là bao nhiêu. Tôi chỉ cần 74.520.000. Ok, còn gì nữa không? Thực ra còn điều khó nói. Ứng trước tiền lương 2 năm được không? Ê, đừng có quá đáng nghe. Tôi đã nói trước là khó nói mà. Còn gì khác nữa không? Vậy thôi đó. Thôi, về ngủ, buồn ngủ quá. Có gì mai nói tiếp, tạm biệt. Bà nội cha đó. 1-2 giờ sáng đang ngủ, nó dựng đầu dậy. Lô trên này, đi bộ 5 tầng lầu. Tưởng sao, nghe nói vài câu. Cái nó kêu nó buồn ngủ nó đi về. Để có thể lên được làm cái chức chủ tịch thì cậu cần phải học qua một cái lớp kỹ năng căn bản. Thứ nhất đó là ứng xử. Thứ hai là giao tiếp. Thứ ba, tình thể. Ửa ngực, nâng cằm, hạ vai. Đi, thẳng cái lưng. Kỹ năng ứng xử sẽ giúp cho cậu tránh được những tình huống khó xử đến từ những người xung quanh. Điển hình là việc trả lời báo chí. Mình là Lily, đến từ báo Hóng Hớt và Bí Mật, muốn hỏi bạn một câu hết sức tế nhị. Bạn nghĩ sao nếu như có một người nào đó nói thẳng vào mặt bạn rằng bạn là một thằng bất tài và vô dụng? Tôi là Bùi Bạn Bường, xin chào Lily. Trả lời câu hỏi của Lily, tại sao lại đưa ra một câu hỏi tiêu cực như vậy? Mình sống là phải tích cực. Khi con người mình càng tiêu cực thì mình sẽ càng sống cuộc sống tiêu cực. Mình hãy tích cực lên thì cuộc đời mình mới tích cực được. Bởi vì chúng ta không biết được trước mặt chúng ta là ai và họ sẽ là người như thế nào. Luật hấp dẫn đã quy định rồi, khi chúng ta như thế nào thì nó sẽ là như thế đó. Ví dụ như con dao này, mình mài cho nó bén trên cái dĩa này thì gọi là tiêu cực hay tích cực. Nó tiêu cực hay tích cực không phải cái việc mình mài, mà là cái việc con dao này mình sẽ phóng vào đâu hay là mình cắm vào đâu. Đó mới là tiêu cực hay tích cực. Mình nghĩ như thế nào thì nó sẽ là như thế đó. Lily là Lily, còn tôi là Bùi Văn Bường. Khép cái gối, đi lại, đi lại, đi lại. Ửa ngược, thẳng lưng, khép gối. Khép cái gối, khó đi. Quá trời ơi. Ăn uống cũng là một nghệ thuật. Phải ăn làm sao để người ta thấy được sự sang trọng và đúng với cái vị thế của một chủ tịch đại diện. Khi có một dĩa thức ăn trước mặt, cầm dao nĩa trên tay, khoan ăn dội. Nếu không,
người ta nói rằng mình táp xóc. Nhìn vào dĩa thức ăn, mỉm cười, truyền cho đó một cái nguồn năng lượng yêu thương. Dĩ nhiên là khi chúng ta làm việc với đối tác nước ngoài thì sẽ có thông dịch, thường là như vậy. Nhưng mà ít ra thì cậu cũng cần phải biết một vài cái câu giao tiếp căn bản của tiếng Anh. Ví dụ như là bây giờ tôi hỏi, how are you? How are you? I'm good. Thời buổi này mà còn how are you, what's your name, where you from nữa anh. Thời buổi này là ok. Friend with benefit tonight. Oh yes. Oh. Tôi cứ tưởng làm chủ tịch là mình sẽ phải vượt qua những cái plan, kế hoạch mình đề ra, đưa công ty tới cái sản phẩm này, sản phẩm kia, từng thời điểm để quảng cáo cho cái tập đoàn của mình, để cái sản phẩm của mình tới được với tay người tiêu dùng. Chứ đâu có nghĩa là làm chủ tịch là ngồi cắt miếng thịt bò. Tôi hiểu, nhưng làm đi. Chúng ta còn có làm việc với những đối tác ở bên phía của Thái Lan. Thì... Vậy còn với đối tác Hàn Quốc? Với Nhật Bản? Maria Uzawa. Miến Điện, Cuba, Jamaica, Indonesia và Somali. Ít ra cũng phải có cái làm cho nó cứng họng chứ. Anh Bường rảnh chút nào không? Em muốn gặp anh lắm. Anh tới cà phê khu khách sạn quận 10 nghe. Đi trước nha. Ở yên đó, ăn cho hết bữa ăn cái đã. Và nhớ, ăn cho đúng phong thái của một vị chủ tịch đại diện. Bắt đầu. Miếng thịt anh đâu? Tôi ăn chay. Anh xin lỗi anh tới trễ nè. Quá trời việc phải xử lý. Rất là mệt luôn á. Giống như anh bước vào là anh phải làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Không có anh không ai làm được gì hết trơn. Ủa anh mệt lắm hả? Quan trọng nhất là không có thời gian dành cho em. Sự nghiệp tương lai của anh là trên hết mà. Sự nghiệp của anh á là vì em. Anh đừng có vì em, anh phải vì anh. Nếu mình vì anh á, bỏ lâu rồi. Nó mệt, nó không có hợp, nó không phải thuộc về anh. Hôm nay em hẹn anh ra đây. Dạ. Em muốn con chán quá không? Không gấp đâu anh. Anh nghĩ để cho tương lai chứ. Phải là hôm nay anh chưa có chuẩn bị gì hết trơn á. Anh không cần chuẩn bị gì hết. Anh nói rồi mà, em không thể nào là người bình thường được. Nhưng mà anh không cần sốc, em cũng chỉ là con người thôi mà. Ly luôn hả? Phải là ngày hôm nay. Táo hơi bạo. Anh bình thường thôi chứ. Bước vào trái tim anh mà đụng cảm xúc làm sao mà thoát được. Anh hiểu em mà. Baby, sao lo vậy em? Oh, hi, Ricky Bân. Hôm nay em muốn hẹn anh ra đây là vì em muốn xin lỗi anh. Nếu có một người cưới em, lo cho gia đình em và trả hết nợ cho gia đình em thì anh nghĩ em phải làm như thế nào?
anh có thể lo cho em mà. Em có thể đợi anh, nhưng mà căn bệnh của ba em thì không thể. Em đi, phí thời gian cái loại người vậy. Em xin lỗi. Khánh, dễ vô coi phim rồi, đi. Anh, giờ chỗ ăn chỗ ở của cậu là do chúng tôi sắp xếp. Đây là khách sạn của tập đoàn. Nhiêu tiền ạ? 5 triệu. Trời, 5 triệu một tháng cũng rẻ chứ. Một ngày. Trời, khùng. 5 triệu, tháng, 150. Trời, 10 năm giao hàng. Bộ này khoảng nhiêu tiền? 25 triệu anh. Khùng. Mắc dữ vậy? Bởi vì bây giờ cậu không phải là bường shipper nữa, mà là tân chủ tịch bường của tập đoàn Hải Hoàng. Đeo vô đi. Đẹp dữ vậy. Cái này làm sao dưới 34 triệu được. 25 ngàn đô đó. 25 ngàn đô. Kính chưa hội đồng, kính chào hội đồng quản trị, tôi là Bùi Bán Bường, là tân chủ tịch của tập đoàn Hoàng Hải. Hàng mua rồi miễn trả lời. Tào lao. Kính thưa hội đồng quản trị, tôi là Bùi Bán Bường, tân chủ tịch của tập đoàn Hoàng Hải. Rất mong cùng quý vị hợp tác trong tương lai và mong được sự hỗ trợ của quý vị. Xin đừng bơm hàng tôi tội nghiệp. Tao làm gì? Khó ghê ta. Má học sáng giờ. Phải phải không? À, ok. Bây giờ chủ tịch muốn là em cắt tóc chủ tịch sao? Hiện tại tóc là nó chưa dài. Và nó không phải là ngắn đâu. Nó đang cũng được rồi. Còn ở phần trên này á thì hiện tại nó đang là nó cũng nhiều nhưng mà nó không dày quá. Bộ nếu nói về mỏng thì nó cũng mỏng quá. Còn hai bên này thì đang ủi là cũng một thời gian rồi nhưng mà nó vẫn còn đang rất là vừa với cái khuôn mặt. Thì đã phía sau nó cũng đang ủi bằng cái tông đơ đó thì cũng đang ra rất là vừa với cái tóc mới đó, đang vừa. Thì mình tháo cái nanh lai này ra thôi. Là chủ tịch chỉ muốn tháo ba cái cọng đó ra thôi. Tháo ba cọng đó. Ai tháo cũng được mà. Vậy là chủ tịch mình không muốn cắt gì hết hả? Không cắt gì đâu. Vậy chủ tịch muốn cắt hả? Dạ đúng rồi. Chủ tịch mời em lên đây để cắt tóc mà. Mày giọng nói. Dạ. Đâu không vui không? Mời. Chủ tịch. Dân còn một khâu cuối cùng nữa. Ủa tôi thấy xong hết rồi mà. Bây giờ mới xong đó. Xin chào mọi người. Dạ. Chào tân chủ tịch. Chào tân chủ tịch.
sẽ kết thúc. Cuộc sống đi sớm về khuya, cuộc sống mơ ước tự do không chỉ đắn đo, hôm nay đã chấm hết. Tình yêu ta đã đắm đuối, thần tiên cũng phải hận ghen. Hạnh phúc không phải tự nhiên, sương gió che mờ này cũng về bờ. Có anh rồi thì anh sẽ lo tất, có em rồi thì đời không lay lắt lúc ít tiền thì em lại đem cất lúc lắm tiền thì em lại lấy mất. Giờ ăn số 2 thì không ai là số 1. Không ai số 1. Giờ ăn số 2 thì không ai là số 1. Không ai số 1. Em không cần là số 1. Em chỉ cần là số 2. Em là người đàn bà tốt, trong lòng này chỉ có một mà không có ai. Anh không cần phải đẹp trai, dù có đẹp sao bằng Hiếu thứ hai. Làm bánh thì cần phải có bột, anh muốn đẹp trai thì cần phải đầu thai. Anh biết anh chìm lòng cá chậu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chìm chậu lòng biết thở nào ra, anh không phải giống như là người ta. Anh không cần là phải gỡ, anh đã kháng là không bao giờ buông. Nếu cánh khởi lòng mà đã mơ thì ở trong đó là điều anh mong muốn. Giờ ăn số 2 thì không ai là số 1. Không ai số 1.